Google và Facebook con thấy có nhiều người đăng, về viết về người hay chia sẻ Phật Pháp có được phước báo gì? Nội dung bài viết. À, rồi, chút xíu sư sẽ phân tích sau hết. Cho con hỏi trong nội dung bài viết trên có đúng theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Tạng? Rồi những là những người hay chia sẻ Phật pháp lên Google, YouTube và Facebook để mọi người thực hành nhiều thiện pháp theo lời dạy của Phật dạy trong kinh Tạng thì có phước báo gì không? Rồi bây giờ um, thứ nhất ha, là cái khả năng về Phật pháp của người ấy sẽ càng ngày càng giỏi. Uh, xuất sắc và uyên thâm hơn trí tuệ tâm linh sẽ ngày càng khai mở tăng trưởng. Đầu tiên thì sư cần phải nói uh, đó là các cái quả báo cụ thể đó thì có nhiều khi mình cần có cái sự uh, phát nguyện đặc biệt ví dụ như uh, do 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 cái phước mà tôi đã làm đây nguyện cho đời sau à, tôi sẽ như thế này như thế kia xin lấy ví dụ trong Milinda Panha đó thì ông vua Milinda thuở quá khứ à, là một vị sa di và vị sa di này đó khi mà đổ rác nha khi sau khi mà quét sân và đổ rác ấy, thì có cái lời nguyện là do cái phước mà tôi quét sơn đổ rác như vậy nè Mong cho đời sau đó Cái trí của tôi là nó sẽ tăng trưởng Và không ai có khả năng đánh bại tôi Về cái trí tôi sẽ tăng trưởng à, đấy, rất là thâm sâu nhất là về mặt lý luận ừ. Thì sau khi mà uh, tái sanh Thì làm uh, ông vua Uh, Melinda thì ông vua này uh, có một cái trí tuệ nó rất là nhẹ bén và vị này đi hỏi, đi hỏi rồi đi uh, hạch hoài những cái câu mà nó rất là uh, sóc hông, những cái câu móc móc hông ấy, uh, rồi những cái câu nó rất là tế nhị, rất là thâm sâu mà nhiều vị không trả lời được ấy cho nên là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái phước mà mình có đó nó là khi mình làm phước mình có hướng cái phước mình chỗ theo cái chiều hướng nào ừ rồi thì um, những vị uh, a la hán có biệt hạnh ví dụ như uh, đệ nhất về thiên nhãn rồi đệ nhất về pháp sư rồi đệ nhất về làm cho chư thiên hoan hỷ rồi đệ nhất về cái này đệ nhất về cái kia rất là nhiều. Tất cả những vị đó trong quá khứ đều làm một việc đó là cúng dường đến Đức Thế Tôn chọn trong 7 ngày. Mà quý vị nghĩ đi cái việc cúng dường ở chọn trong 7 ngày đó thì tại sao nó chỗ những cái quả khác nhau như vậy khác nhau bởi vì những vị này có lời nguyện khác nhau có vị thì nguyện à, nguyện cho đời sau khi con chứng đắc đạo quả con sẽ có khả năng thiên nhãn yeah. có vị thì nguyện à, nguyện cho con đời sau à, con sẽ là vị đệ nhất được chư thiên yêu mến à, có vị thì nguyện là nguyện cho con đời sau à, con là đệ nhất pháp sư đấy cho nên cái phước mình ấy nó, mình hướng nó đến đâu thì nó sẽ hướng đến đó giống như nước nó có cái mang xối thì mình dẫn nước đến đâu thì nước sẽ đi đến đó còn riêng về cái cái phước mà trí tuệ đó cái phước trí tuệ đó thì ở trong kinh tướng trong kinh tướng có nói rằng à, để mà có được cái trí tuệ mà bén nhạy ấy, nha để có trí tuệ bén nhạy thì à, thời quá khứ đó à, đức phật trước khi mà ngài thành đạo ấy, ở các kiếp quá khứ thì ngài thường xuyên tìm những bậc thiện tri thức À, để mà ngài hỏi cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nha. Rồi um, chẳng những như vậy đó, khi mà ngài làm bất kỳ việc gì, ngài thường hay suy tư là tôi làm như thế nào là nhanh nhất, làm bằng cách nào để nhanh nhất, làm cách nào để hiệu quả nhất, à, làm cách nào để tốt nhất. Để tức là thường xuyên vận động cái đầu óc của mình ấy. để có được cái chuyện đó yeah. rồi um... cái chuyện là đạo đức lòng thánh thiện tâm từ bi của người, người đó càng ngày càng rộng lớn thì ở trong à, tỳ đàm trong cái phần mà duyên hệ đó chúng ta có một cái duyên gọi là cái thường cận y duyên à, khi mà mình thường nghĩ điều lành mình thường làm điều lành thì cái thường cận y duyên đó nó giúp cho mình đời sau kiếp khác mình thường làm điều lành và mình dễ làm điều lành hơn cho nên ấy, quý vị sẽ thấy là có một số người họ dễ làm lành hơn người khác nha À, có một số người họ dễ bố thí hơn người khác có một số người họ dễ thương người hơn người khác đó là do cái thường cận y duyên của họ có khác biệt rồi thêm một vấn đề nữa đó là có một số cái nghiệp nó cũng hỗ trợ cho mình ví dụ như à, mình có cái nghiệp à, là không có uống rượu thì đời sau kiếp khác đó nhờ cái quả của cái nghiệp đó đó mình sẽ là người có liêm sĩ có tàm úy còn một người mà phạm cái giới uống rượu á có nhiều cái quả lắm nhưng mà một trong số đó nó có một cái quả báo đó là cái người đó trở thành cái người không có liêm sĩ không có tàm úy rất dễ dàng phạm lỗi rất dễ dàng phạm tội và họ không có sự sợ hãi trong các tội lỗi đấy ờ mà hình như nãy giờ sư không có thấy cái cái vụ là bố thí uh, ấn tống chia sẻ pháp ừ. rồi ừ, có thể là cái 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 trí nhớ của sư và cái số kinh điển mà sư đọc nó có giới hạn cho nên nếu mà vị nào có thấy cái bài kinh nào có nhắc đến cái vụ này thì uh, quan hỷ cho sư biết ha rồi nếu chưa đắc quả đạo giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng có duyên gặp Phật Pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành. Đức Phật trong khi mà Ngài chưa chứng đắc đạo quả trong những kiếp quá khứ khi Ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ có rất nhiều kiếp ngài phải xa đọa xuống địa ngục ngà quỷ súc sanh và sanh làm người trong những khoảng thời gian không có phật pháp và quý vị biết rồi trong sen kẽ trong dòng luân hồi thì có rất nhiều kiếp ngài tu và đương nhiên cũng có rất nhiều kiếp ngài chia sẻ chánh pháp đến với chúng sanh nhưng chưa chứng đắc đạo quả thì ngài vẫn còn nguy cơ sa đọa mà cỡ như ngài đó mà còn có thể sa đọa thì mình bằng cái gì mà mình khẳng định một chuyện là mình cứ đời đời sanh ra là mình gặp chánh pháp thôi ừ? đây Đi đâu, làm gì, ở đâu, lúc nào cũng có vị thiên thần chư thiên bảo hộ. À, thì xin thưa, chư thiên họ mến những người làm thiện, mến những người làm phước, mến những người có giới hạnh. Cái đó có. Ừm... Uhm nhưng mà quan trọng là cái phước của mình tới đâu, mình làm phước ít quá thì nó cũng không đáng vào đâu hết trơn ấy. À, trong những kiếp ấy mà ví dụ như à, những cái vị mà um, gặp nạn mà có chư thiên giúp đỡ thì đó là cỡ nào, cỡ như uh, Bồ Tát Chánh Đẳng Giác hoặc À, là một vị a la hán kiếp chót cái phước người ta cỡ đó đó thì khi gặp nạn ấy chư thiên họ nóng nóng ruột cho nên là họ phải xuống giúp à, thì còn cái kiểu như mình mình nói nó kỳ nói nó kỳ nói nó kỳ kêu nó kẹt đó là mình chia sẻ Phật pháp mình chia sẻ được bao nhiêu mình làm phước mình làm được bao nhiêu mà mình đòi giữ dằn như vậy có một vị tỳ kheo một vị sư giới uh, hạnh trong sạch nhé giới hạnh trong sạch vị đó chia sẻ đó là trong cái giai đoạn mà vị đó chánh niệm nhé chánh niệm hoàn toàn tập trung phát triển tâm vị đó tu hành nghiêm túc giới hạnh trong sạch nha ngon lành nói chung là ngon lành vị này là một chuyện đó là vị này chia phước đến chư thiên đặc biệt là vua trời đế thích và nguyện uh, cho uh, xin vua trời đế thích cho vị này gặp mặt một lần uh, để uh, biết uh, đặc biệt là biết được cái hình dáng của đức phật ra làm sao uh, nhưng mà quý vị biết rồi chất quớt không có ai đáp lại hết nha có lòng nhưng mà không có ai đáp lại hết sư đã nói một vị tỳ kheo giới hạn trong sạch nỗ lực tu hành phát triển tâm và chia phần phước mình đến chư thiên ý mà có đôi khi mình kêu chư thiên còn không nghe thì cái kiểu như mình thì mình là cái gì ừ. đi nơi đâu sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ thương yêu quý mến thường gặp thiện truy thức hướng dẫn nó có một cái kẹt như thế này là làm ơn làm phước mình đừng có dùng một cái tự khẳng định trong những trường hợp mình không biết chứ còn mình nói là đi đâu sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ thì nó kẹt quá nó kẹt quá cỡ như phật mà còn bị người ta hại mà Hứng? cỡ như phật mà còn bị người ta hại mà cỡ như các bậc thánh mà còn bị người ta hại mà thì mình dựa vào cái gì mà mình nói đi đâu cũng đều gặp được người tốt người giúp đỡ thương yêu quý mến thì nó kẹt lắm nha nó kẹt lắm mình sẵn suy sư nhớ có một có một vị cũng lớn tuổi rồi làm bà rồi là chức bà rồi thì có kể với sư là cái đứa cháu nói chia sẻ với bà là con không theo phật nữa con không theo phật nữa à, tại vì cái hồi mà con đi cái hồi mà con chuẩn bị đi thi bà nói là bà tụng kinh vì chú rồi bà nguyện cho phật phù hộ cho con là con đậu nhưng mà giờ con không đậu con không đậu thì thôi con không theo phật nữa nó kẹt như vậy đó cho nên tránh những cái kiểu mà mình khẳng định nha chứ thế hồi mình chất quớt thì nó kỳ lắm ừ, nó kỳ lắm nếu giáo pháp phật chia sẻ mà đúng chính pháp đúng nhân quả đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp tà đạo tà sư mà luôn gặp chính pháp Phật để tu hành. À, nó lại còn kẹt theo một chuyện nữa đó là ngài Sariputta và ngài Moggallana tức là ngài Sa Lợi Phất và một, một kiền liên ấy trước khi xuất gia đến với Đức Thế Tôn các ngài cũng xuất gia đối với ngoại đạo nha yeah. rồi um, có một vị uh, là vào cái kiếp quá khứ đó nỗ lực tu hành do thấy cái thể mạt pháp cho nên đó là đi vào rừng lên núi để mà tu và chặt đứt cái thang tức là ở trên đó tu một là chứng hay là chết Còn phương pháp tu là đúng nha tại vì trong cái nhóm năm vị đó thì một vị chứng A la hán viên tịch. À, rồi một vị chứng A na hàm cũng viên tịch. À, rồi thì cũng uh, đi. Rồi và vị này là một trong những vị là không có chứng gì hết. Nói như vậy để quý vị biết là vị này đó đúng chánh pháp. Ừ. Thực hành đúng chánh pháp. Vậy đó. Vậy đó mà vào cái đời này đó vào thời đức phật hiện tại đó, mà còn dính vào tà kiến rồi tu hành chất quốc rồi sống dối thế gạt người sống dối thế gạt người để tới hồi mà đức thế tôn phải có mặt để ngài chứng chỉnh lại cái nhận thức của vị này thì lúc này vị này mới xoay trở lại mà tu hành cho đàng hoàng đấy rồi ba anh em ngài Kassapa, thờ thần lửa, thì trước khi gặp Đức Thế Tôn thì cũng là tu sĩ ngoại đạo. Thì mình dựa vào cái gì mà mình chắc cứu cái chuyện như vậy. Chắc cứu cái chuyện như vậy thì nó kẹt lắm. Rồi trong vị lai người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một vị giảng sư giỏi thuyết pháp và hay được nhiều người kính mến mộ kính trọng ở trong kinh ấy, có trường hợp ngài cú ma ngài thuộc dạng là pháp sư mà rất là giỏi và ngài có đệ nhất là ví dụ Ngài là ngày đệ nhất ví dụ mà sẽ diễn ngày trở thành một vị pháp sư xuất sắc là bởi vì là bởi vì trong các kiếp quá khứ ngài thường suy tư về các cái loại ví dụ liên kết sâu xa ví dụ như kỷ, ví dụ như về pháp ha cục đá ờ à, thì cục đá này nó có liên quan gì đến pháp ông ta thế tôn không có dạy cái cái bài pháp nào có dính đến cục đá hoặc có tính chất của cục đá hay không ta. Tức là vị đó thường suy suy tư về pháp. Rồi vị đó thường chuyên tâm nhiều đời nhiều kiếp thường chuyên tâm phát triển bốn vô ngại giải tức là từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải và biện tài vô ngại. tức là chuyên tâm phát triển bốn thứ đó tức là gì à, nghĩa vô ngại giải nghĩa là sao có nghĩa là bất kỳ một vấn đề gì về pháp mình đều à, một bất kỳ cái bất kỳ một cái vấn đề gì về pháp ấy, về chánh pháp mình đều có thể diễn dịch ra nhiều nghĩa ví dụ như ngài sẽ lại phất một cái vấn đề ngài có thể phân tích ra làm 84.000 khía cạnh khác nhau đấy đó là nghĩa vô ngại giải còn cái từ vô ngại giải tức là cái khả năng ngôn ngữ không có giới hạn nha. Và cái khả năng học tập ngoại ngữ của vị này đó rất là tốt, rất là giỏi. Để chi khi mà đi đến cái xứ khác để thuyết pháp thì nhanh chóng thích ứng và hướng dẫn người dân ở xứ đó. Rồi cái pháp vô ngại giải có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất kỳ một cái việc gì cũng đều có thể liên tưởng đến chánh pháp ừ rồi cái biện tài vô ngại có nghĩa là sao có nghĩa là không có một cái câu hỏi gì mà có khả năng làm khó vị này vì này có khả năng lý luận biện luận và chiến thắng người khác về mặt lý luận thì các kiếp nỗ lực để phát triển bốn thứ này thì mình mới được nha chứ còn tu không có tu mà mình chỉ chia sẻ chút đỉnh vậy mà mình muốn nhiều quá thì nó cũng kẹt lắm. Ừ. Rồi tài sản vật chất cái ăn đồ mặc luôn được đầy đủ không bị thiếu thốn. Thì cái này nó nằm trong cái quả phước của bố thí, khi mà mình bố thí thì mình sẽ có được cái sự đầy đủ sung túc À, thì cái này thuộc về cái, cái quả chung của việc bố thí hết rồi tâm hồn luôn được an lạc bình yên hạnh phúc nhẹ nhàng khuôn mặt tự ái phúc hậu điềm nhiên thì à, ở đây nó cũng thuộc về cái quả phước của việc bố thí tức là mình bố thí cái gì cũng được cái quả này hết hứng? rồi vào một kiếp nào đó chắc chắn ừ cha chắc chắn sẽ tu đắc đạo ăn trụ niết bàn muốn chết không muốn chết không mình chơi cái vụ chắc chắn cái này nó muốn chết người à... vậy tôi khỏi tu vậy thì khỏi tu tức là mình chỉ việc à, à, thôi thì mình cứ chia sẻ pháp thôi thì lấy ví dụ sư đi ừ lấy ví dụ sư đi Uh, sư chia sẻ chánh pháp lên trên uh, youtube uh, facebook rồi trên các mạng xã hội vậy là đủ rồi sư khỏi tu gì hết khỏi giữ giới cái con khỉ giới tài giữ giới nó rất là mệt khỏi giữ giới khỏi tu hành khỏi thiền định khỏi gì hết cứ nằm chơi game thôi cứ nằm chơi game thôi rồi uh, đi chơi thoải mái nha đi chơi thoải mái thì tới giờ tới bữa thì cứ mở mạng lên rồi chia sẻ Phật pháp thôi, chia sẻ Phật pháp miễn sao mình nói đúng chánh pháp được rồi. Khỏi tu hành gì hết. thì đời này mình không tu không chứng thì đời sau nó cũng chứng cái kiểu mà chắc chắn chứng ngồi niết bàn mà chắc chắn chứng ngộ thuyết bàn thì khỏi tu, tôi khỏi tu. Ừ. quý vị nghĩ như vậy nó có hợp lý hay không? Ừ. quý vị nghĩ như vậy nó có hợp lý hay không? Nè nè đi cái kiểu nói mà chắc chắn như vậy thì sư rất là ái ngại nha sư rất là ái ngại đúng là cái việc bố thí nó rất là tốt đặc biệt bố thí pháp là trên tất cả các cái việc bố thí nha à, thí pháp là cao thượng nhất trong tất cả các cái thí nhưng mà như vậy thì nó chỉ là một điều kiện thôi nó chỉ là một cái nền tảng hỗ trợ mình tiếp tục trên con đường tu hành giải thoát chứ còn mình nghĩ rằng như đó là đủ mình chỉ cần làm như đó thôi là mình chắc chắn giải thoát thì thế tôn không cần xuất hiện ở đời làm cái gì bởi vì người ta chỉ việc bố thí pháp là đủ rồi chỉ bố thí thôi khỏi tu bố thí khỏi tu chết người đấy nha. chết người như chơi và một cái điều uh, suy nghĩ là một cái điều không biết là phước hay là họa là may hay là không hay may mắn hay bất hạnh đó là cái người này cái người mà chia sẻ cái này đó họ không có chèn một cái câu là phật nói mừng quá họ chèn theo một câu phật nói là coi như là mình chết luôn không chèn thêm câu Phật nói thì mừng quá tức là câu đó là của tác giả đó nói và tác giả bài viết chịu trách nhiệm cho cái sự đúng sai của bài viết đó. nha, đúng thì tác giả bài viết có phước, còn sai thì tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và khi mình chia sẻ cái đúng cho thiên hạ thì mình được cái phước còn mình chia sẻ cái sai cho thiên hạ thì chết khỏi cầu siêu. Đi đi thẳng xuống dưới khỏi cần cầu siêu, siêu không nổi ha. Còn nếu như mà quý vị hỏi cái việc mà bố thí được cái phước gì thì trong tăng chi có nói cho có hai loại phước này các tỷ à, có hai loại bố thí này các tỳ kheo bố thí vật chất và bố thí pháp trong hai cái loại đó thì pháp thí là cao thượng nhất bởi vì sao bởi vì trong chú giải có nói rằng một chúng sanh mà chưa từng nghe pháp thì họ sẽ không bao giờ có khả năng bố thí tức là bố thí pháp là cha đẻ của tất cả các thiện pháp nha à, chính bởi vì lý do đó cho nên bố thí pháp là cao thượng nhất chính bởi vì như vậy mình có được những cái quả phước như ví dụ như trong tăng chi bộ kinh à, nó có được những quả phước như sau tiếng lành đồn xa nè nha tiếng lành đồn xa sống được an lạc Hứng? À, không có à, khi mà sống trong một tập thể á, thì mình không có sợ mình không có sợ hãi trước đám đông à, rồi không có sợ khi mà chết tức là đối diện cái chết mình không có sợ và cuối cùng không có sợ sanh vào các cái đường ác đạo tức là sao À, nếu như mà có lỡ sanh vào các đường ác đạo thì mình cũng chắc rằng cứ chờ thôi, cứ chờ thôi chừng nào cái quả phước của vị bố thí pháp này nó trổ thì mình cũng được sanh lên. Tức là không có sợ. À, nó giống như cái kiểu mà mình cái người mà ở Rớt xuống nước, rớt xuống nước mà họ chụp được cái vật nổi nha, họ chụp được một cái vật nổi thì họ sẽ bị vẫn sẽ bị chìm xuống nước một đoạn thời gian nhưng mà họ không có sợ bởi vì họ biết rõ là một hồi nữa cái vật nổi nó sẽ kéo mình lên và mình sẽ thoát cho nên khi mà trong cái khi mà chìm xuống dưới nước ấy, thì họ có thể bị uống nước có thể bị ngợp vân vân và vân vân nhưng mà cứ yên tâm cứ yên tâm là sẽ được nổi cho nên không sợ phải rơi vào những cảnh xa đọa là như vậy Đây. À, cho nên khi mà chia sẻ cái gì đó um, cẩn trọng cẩn trọng còn nếu như quý vị có nhớ được một bài kinh nào mà nó um, có đề cập đến những cái lợi ích ở trên đây mà sư không biết thì cũng vui lòng hoan hỉ chia sẻ cho sư biết ha